Xin chào các bác, quay trở lại với video clip tiếp theo của bên cửa hàng bên em. Phải nói thật sự là các bác quá là dã man luôn, em nói thật luôn đấy. Các bác quá là dã man luôn, biết tại sao không? Các bác nhìn thử xem, cái kho nhà em hôm trước nó chất cao như núi mà hôm nay bây giờ hết sạch hàng rồi. Anh em lấy quá trời luôn, mấy ngày hôm nay mỗi ngày em bán 15-20 đơn các bác ạ. Mỗi ngày 15-20 đơn anh em lấy phải gọi là quá kinh khủng luôn. Đây các bác, hôm trước là em có một chồng ở đây toàn bộ là các cái dòng súp B3. Đấy, hôm nay các bác giải tán hết rồi, còn đúng hai con, một con 718 với cả một con 717. Anh em là bách nốt cho em hai con này thì quá ngon luôn. Đấy, để em về lô khác, chắc lô tới thì khả năng sẽ khá lâu. Đây, con này là 718 các bác nhá. Dòng B3 của Đức đây, BS7185 mã, con này rất là ngon. Anh em nào thích thì có thể chơi dòng này nhá. B3718 này. Con này có B3717 này các bác này. Đấy, hai dòng súp B3 bát 30 các bác nhá. Bát mặt bát 30 khá là ngon. Ok. Báo giá nhanh cho anh em thôi. Clip này thì báo giá nhanh, thông báo cho anh em về một vài dòng sản phẩm thôi. Một cặp này nhá. Một con này là 1.900.000. Đấy, con kia đồng giá là 1.900.000. Ở bên này đây các bác ơi, B3 đây. B3 còn một cặp. Mỗi bộ còn đúng một cặp các bác ạ. Hầu như là hết sạch hàng luôn rồi. Ở đây có cặp B3 này, B3Z212 này. Cặp này thì em đang để là 3.900.000 cho anh em này. Vẫn giá vẫn như vậy thôi. B3 bát 30 nhá. Dòng này thì anh em đảm bảo với anh em thùng lệch, những cái dòng thùng lệch này chất âm của nó cực kỳ là hay luôn. Đấy, B3Z212 bát 30 nha anh em nhá. Đấy, ở đây thì có đúng một cặp thôi. Em sẽ quay mặt trước cho anh em nhìn tổng quan của nó về cái mặt này luôn. Đấy. Đây các bác. Nhìn dòng này thì quá hay rồi. Anh em chơi cặp này tiếng bát của nó rất là mạnh luôn các bác nhá. Mạnh, sâu, uy lực, quánh cực kỳ là hay luôn. Chất âm tươi sáng và cực kỳ là sáng. Nói chung là những cái dòng sản phẩm này thì chép của nó tiếng rất là sáng rồi. Bát đánh sâu, uy lực, tiếng lời cho ra âm thanh cực kỳ là hay và hấp dẫn. Anh em chơi những cái dòng sản phẩm như B3 này thì em đánh giá là đây một trong những dòng sản phẩm cực kỳ tuyệt vời để anh em xứng đáng để chơi. Giá thì cũng rất là mềm thôi, 3.900.000 đồng thôi anh em nhé. 3.900.000 đồng tương đối mềm, giá chưa đến 4.000.000 đồng. Đây mặt sau đây, anh em cần thiết mặt sau nhá. B3Z212 này đấy. Ok. Nói chung là dòng này chơi thì cực kỳ là ngon rồi, anh em thích thì tham khảo nhá. Bên này thì em có dòng sản phẩm này cũng tương đối ok này cho anh em này. Ở đây có một đôi BMB này. BMB này anh em mà lấy nhá. Hôm nay sẽ thanh lý một cặp BMB này cho anh em. Đấy, sẵn ở đây thì thanh lý luôn cho anh em. Anh em nào lấy giá là 570.000 đồng. 570.000 đồng. Anh em nào thích 570.000 đồng một cặp BMB. Con này nó sẽ bị mất một cái e căng bằng sắt ở đây rồi. Không vấn đề gì. Giá tương đối rẻ cho anh em thanh lý thôi. Giá là 570.000 đồng cho anh em. Đấy, anh em nào thích có thể là tham khảo ngay một đôi này nhá. Ok, bên cạnh đây thì em đang có một đôi loa của JD. JDPR12. Cặp này thì nếu mà hàng mới chính hãng của nó loanh quanh khoảng 19-20 triệu. Nhưng mà riêng ở clip và video lần này, các bác nào đang muốn tham khảo ngay một đôi loa đến từ thị trường Tây Ban Nha. Đấy, em có một đôi thôi, bãi xịn 100% luôn. Một đôi bãi xịn Tây Ban Nha luôn. Một đôi như thế này thì giá của nó sẽ là 12.300.000 đồng. Đấy anh em nhé, 12.300.000 đồng một cặp JD. Con này thì em có duy nhất một cặp anh em ạ, duy nhất một cặp thôi. Nếu mà như anh em nào mà đang khoái, mà anh em nào thích, có thể là liên hệ ngay với bên em. Em sẽ để cho anh em mức giá tốt hơn một chút nữa. Đấy, 12.300.000 đồng anh em nhé. Một cặp loa JDPR12. Cặp này các anh em mà mua mới bây giờ vẫn còn, giá nó loanh quanh khoảng 19-20 triệu cho một cặp. Nhưng bây giờ các bác cũng chỉ mua với mức giá tương đối mềm thôi. Và cặp này các bác nhìn ở trên này nó hơi bụi đúng không? Em nói chung là những cái dòng này em lau qua một tí thôi. Lau qua một tí, cái này nó là mốc của bụi. Đấy các bác ạ. Không xước sát, thùng vách đẹp, không xước sát, các bác nhìn thử là biết. Thùng vách đẹp, không xước sát, ngon lành cành đào. Dòng còn zin nguyên bản, chưa qua động chạm sửa chữa, giá 12.300.000. Anh em nào mà khoái nhá, có thể liên hệ ngay với bên em sẽ gửi cho. Đấy, ok. Sang bên này đi. Em đang có một cặp loa RCF tép đỏ. Một cặp loa RCF tép đỏ như thế này. Đấy, bình thường anh em rất là ít khi thấy những cái cặp đẹp như thế này. Nhưng mà riêng ngày hôm nay với một cặp như này, em sẽ thanh lý cho anh em với mức giá cũng chỉ loanh quanh 3.900.000 đồng thôi. Cũng rất rất là rẻ tiền, được không ạ? Giá thành thì cực kỳ là phải chăng, mềm, rất là mềm luôn. 3.900.000 đồng một cặp RCF như thế này nha anh em nhé. Đấy, chép kèn đỏ, anh em cứ mạnh dạn chụp ảnh lại cho em, hoặc là có thể là báo cho em là bán cho anh một đôi loa RCF chép kèn đỏ là em sẽ nhớ là cặp này. Bởi vì RCF nó rất là nhiều mẫu, thành ra là nhiều khi là nói anh em nó hơi bị loạn. Thành ra là em sẽ quy định luôn dòng này là dòng chép kèn đỏ đây. Cái dòng này nó có cái chép kèn nó màu đỏ. Em cái này nó rất là dễ nhìn, anh em thích thì có thể là liên hệ ngay với bên em nhé. 3.900.000 đồng một cặp thôi, tương đối là mềm và rẻ tiền, được chưa ạ? 3.900.000 đồng một cặp.
loa RCF. Đấy, chép kèn đỏ anh em nhé. Em có hai cặp, em có hai cặp, bên kia có một cặp, bên này có một cặp nữa, là tổng cộng là hai cặp anh em nhé. Giá 3.900.000 đồng một cặp, được chưa? Bên cạnh dưới đây thì em đang có dòng bốt này, em còn một cặp này, hôm trước lên cho anh em rồi đấy, nhưng mà chưa có một vài anh em mua. Đấy, cặp bốt, dòng bốt của Mexico, dòng này thì rất là hay rồi, dòng này rất là hay rồi, bát chép sâu, uy lực đánh cực kỳ là hay luôn, tiếng tép trong sáng cực kỳ nhá, tiếng lời cho ra rất là hay. Dòng này anh em nghe nhạc cũng được, karaoke cũng rất là tuyệt vời luôn. Dòng này thì em báo giá cho anh em rồi, 3.500.000 đồng một cặp. Zin chuẩn xịn, cam kết 100% hàng Mexico xịn các bác nhá. Dòng này thì là bát chép xanh quân đội nha các bác nhá. Anh em là cần ruột gan thì em cũng thể bóc ruột gan ra cho anh em xem. Dòng này ruột gan của nó là cực kỳ là xịn sò rồi, không cần phải bàn cãi rồi. Đối với dòng sản phẩm chính hãng thì các bác nhìn đồ đạc của nó thì cực kỳ là ngon luôn. Dây 100% là toàn bộ là dây quấn một lõi các bác nhá, dây quấn một lõi tất. Và củ chép đây các bác nhìn thấy là toàn bộ là màu xanh quân đội, toát ra vẻ gọi là cực kỳ là sang trọng và đẳng cấp luôn. Đấy, giá của nó là 3.500.000 đồng một cặp. Đấy, thùng vách thì cực kỳ là chắc chắn, toàn bộ là gỗ lạng 100% nhá. Vân chun của nó thì các bác nhìn thấy, vân chun của nó thì 10 con khác nhau cả 10, không con nào giống con nào. Chất âm thì cực kỳ là đẹp, sáng, trong, hay. Các bác nghe nhạc đối với những dòng sản phẩm Bose này thì cực kỳ là tuyệt vời rồi. Anh em mà đam mê những dòng sản phẩm nghe nhạc của Bose thì nhớ phải tham khảo ngay bên em nhá. Cạnh đó thì em cũng có những cái dòng sản phẩm chân loa, chân đế loa, em có một vài dòng sản phẩm nữa các bác hoàn toàn có thể tham khảo nhá. Như một đôi chân loa này thì loanh quanh nó 750.000 đồng một cặp này. Đấy, chân loa này thì 750.000 đồng một cặp, rất là hay đấy, được chưa? Đấy, và những bác nào đang quan tâm đến các dòng sản phẩm loa của JBL, đặc biệt là KI512 bãi xịn của USA thì hoàn toàn có thể là tham khảo ngay. Thì ở đây thì em còn để các bác nhìn thấy thử nhá. Không còn cặp nào, bởi vì em còn đúng một cặp loa, còn đúng một cặp này thôi, còn đúng một cặp đẹp này thôi. Các bác nào mà đang tham khảo thì nhớ phải liên hệ ngay với bên em, được chưa? Dòng loa JBL KI512 bãi xịn của USA các bác nhé. Đây, không phải nói sai chứ dòng này 100% bãi xịn này, made in USA này các bác nhỉ. Đấy, logo công tắc bật tắt đèn ngon lành cành đào nhá. Đấy, và nếu như bác nào mà không may dính cái con nào mà nó bị không lên đèn ấy, đấy thì cái này thì các bác phải liên hệ ngay với bên em được không ạ, để có một hướng giải quyết. Bởi vì là những cái dòng sản phẩm này nhiều khi nó sẽ bị, có con nó bị mất đèn các bác ạ. Mà bên em khi mà bên em test hàng sẽ có những cái dòng sản phẩm mà nó bị mất đèn thì các bác phải thông cảm một chút. Những cái dòng đấy thì cái đèn điếc này thì nó cũng không quá quan trọng đối với chất âm của nó, nhưng mà nói chung là nhìn nó sẽ không đẹp bằng những con có đèn, đúng không ạ? Ok, những cái dòng sản phẩm như JBL KI512 này thì em đánh giá là một trong những dòng sản phẩm rất hay rồi. Hàng bãi Mỹ xịn chuẩn mà bên em luôn cam kết với anh em là zin chuẩn xịn đấy. Anh em nào mà đang có nhu cầu mua sắm âm thanh thì đừng quên bỏ qua những dòng sản phẩm JBL KI512. KI512 vẫn là một trong những dòng sản phẩm đáng chơi và đáng mua các bác nhé. Đấy, 5.500.000 đồng một cặp, được chưa? Ok, đấy, lên nhanh một clip giới thiệu một vài dòng sản phẩm. Anh em nào đang muốn mua các cấu hình karaoke cũng hoàn toàn có thể liên hệ ngay với bên em nhé. Ở clip này thì em còn ít hàng quá nên là không giới thiệu đến cho bác nhiều. Để clip khác thì bên em sẽ về được nhiều hàng hơn, em sẽ giới thiệu đến cho bác sau các bác nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video clip lần sau.